Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2021. Thì trong cái video thứ hai của ngày hôm nay mình sẽ chơi trò chơi Dragon Ball này. Dragon trên PC. Đây là những cái nhân vật mà mình sẽ chọn và sẽ đấu nha. Các bạn thấy đó là Goku, Shinobi, Goku S5. Vâng, và bên kia sẽ là một team khác trong Dragon Ball. この力でどこまでやっ。
今の俺には勝てるや。願いを叶えたい。今度の俺はちょっと強えぜ。頑張れ頑張れ。ファイト。相手いろ。最高。相手いろ。頑張れ頑張れ。これよ。さあどっからでもかかってこいよ。